Cũng trong dịp này tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1 xã Thanh Lâm, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã bày tỏ vui mừng trước sự đi lên của một miền quê giàu truyền thống cách mạng, đồng thời lưu ý khu dân cư quan tâm nhiều hơn đến công tác giảm nghèo để tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa mỗi ngày. Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trao quà cho khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm và các hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở các xã Thanh Lâm, Thanh Giang, huyện Thanh Trường.